Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FA Channel. Khi mà đọc cái option cấu hình của em này ra thì mình phải nói thật luôn là nó xác định luôn là vô đối trong tầm giá. Khi mà chỉ có mấy củ khoai anh em bỏ ra, anh em có màn hình 2K 120Hz, anh em có chip Snapdragon 865, 12GB, 256GB, anh em có luôn cả camera chống rung quang học, anh em có luôn cả chống nước IP68, anh em có luôn cả loa kép mà giá chỉ có hơn 3 củ khoai anh em ạ. Chiếc điện thoại này hoàn toàn có thật. Và đây là Sharp Aquos R5G. Với con điện thoại này thì cứ phải gọi là rẻ ối dồi ôi so với cấu hình và những gì nó mang lại luôn. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review về chiếc điện thoại này để xem là giá như rẻ như vậy thì ngoài cấu hình ngon ra nó còn có những cái nhược điểm gì hay không nhá. Trước khi bắt đầu video này thì mình xác nhận luôn cho mọi người là con này mình đang bán và anh em có thể là mua con này thông qua cái group của mình vừa tạo ở cái phần là bình luận hoặc là cái phần link ở phần mô tả nhé. Nói về cơ bản rằng là mình tạo một cái group để anh em có thể vào đó đăng bài tìm điện thoại này, đăng bài bán điện thoại này và giao lưu cùng nhau mua bán cho nó một cách uy tín, và những cái bài mà mình đăng ở trên cái group này thì đều được kiểm duyệt hết. Anh em yên tâm và sẽ có hai bạn admin có thể là liên hệ, có thể là đăng bán bài để các bạn là yên tâm mua sắm nhé. Còn bây giờ thì đến với nội dung chính thôi. Như mình đã chia sẻ rồi, mức giá của em này chỉ là hơn 3 củ, cụ thể là 3 củ 2, 3 củ 3 gì đấy. Anh em nhớ check đúng bạn admin là Vinh Ông hoặc là Phát Đạt để các bạn ấy mua. Đấy. Đầu tiên, mình thích nhất ở trên con Sharp R5G này, đó là về cái thiết kế phần mặt sau của nó trông khá ổn các bạn ạ. Và có một chút gì đấy, nó giống con Samsung Galaxy dòng A9 thời xưa đấy các bạn. Đó, mặt sau của nó được làm từ chất liệu là kính. Và đây là chất liệu kính đổi màu, nó khá giống với chất liệu kính ở trên con Samsung Galaxy Note 10 Plus. Khung viền của nó được làm từ chất liệu là kim loại, và đương nhiên là khung viền kim loại sẽ có những giải anten ở ngay phía dưới và kể cả là ở phía trên. Với con này ấy, thì ưu điểm ấy, là thiết kế của nó khá là nhẹ nhàng, nên là cảm giác cầm nắm của em này khá tốt và ôm tay cầm cực kỳ chắc chắn nha. Nó không có gây cảm giác ọp ẹp và nó không có gây cảm giác bị cấn khi chúng ta sử dụng trong thời gian dài. Hoàn thiện sản phẩm này thì đến từ công ty Sharp, và Sharp thì đã làm điện thoại rất nhiều năm nay rồi, nên là về cái chất lượng gia công hoàn thiện sản phẩm ấy thì chúng ta không có gì để chê cả. Với cái mặt lưng này thì chỉ có yếu điểm là bám hơi nhiều mồ hôi dấu vân tay, và cũng như là cụm camera của nó hơi bị dài quá, nên là khi các bạn đeo một chiếc sò lạnh vào đây thì cái sò lạnh nó sẽ đẩy xuống ở ngay phía dưới, nó không thể nào mà sát lên cái phần CPU ở phía trên được, thì đây là một trong những cái điểm yếu mà các bạn nên biết. Còn về cái phần là cổng kết nối thì con này có đầy đủ cổng kết nối luôn, có cổng sạc Type-C hỗ trợ sạc nhanh khoảng tầm là 20W. Các bạn sẽ có loa kép ở đây, và loa kép con này sẽ là loa kép stereo ở cả phía trên và ở cả phía dưới luôn nha các bạn. Và đặc biệt con này nó khác so với mấy con điện thoại của Samsung hoặc là OnePlus, tại vì cơ bản những con đấy nó không có jack cắm tai nghe 3.5. Còn con này, các bạn vẫn có jack cắm tai nghe 3.5mm ở đây, và anh em có thể là đảo ngược chiều lại, cắm tai nghe vào và có thể chơi game một cách hoàn toàn ngon lành. Còn đến với cái phần màn hình mặt trước của con Sharp R5G này thì mình nói thẳng các bạn luôn, về cái chất lượng hiển thị thì mình không thể chê được, vì Sharp là một trong những cái công ty làm màn hình có tên tuổi và cực kỳ uy tín về cái lĩnh vực này rồi. Và anh em nào đã dùng qua điện thoại của Sharp thì các bạn sẽ không chê được về cái chất lượng hiển thị nha. Đây là cái màn hình Gizo IPS LCD của Sharp. Chúng ta sẽ có độ phân giải là 2K+, và nó sẽ là một cái màn hình 1 tỷ màu. Tần số quét của nó sẽ là 120Hz, và nó có full tất cả những cái công nghệ về màn hình trong thời điểm hiện tại, như là kiểu HDR này, Dolby Vision này và rất là nhiều thứ. Có chăng là cái màn hình này do nó sử dụng cái màn hình IPS LCD nên độ sáng của nó khi so với màn hình OLED ở phân khúc tầm cao hơn thì nó không so được. Còn so với những con máy trong khoảng tầm 3 củ khoai thì đây là một cái màn hình sáng đẹp và khả năng hiển thị của nó rất tốt rồi. Thậm chí là màn hình của Sharp mặc dù là màn hình IPS LCD nhưng các bạn thấy rằng là cái màu đen của nó khá sâu, và với khoảng cách như trong video thì các bạn thậm chí là khó thấy được cái phần viền của sản phẩm này. Nói chung là các bạn không nên thấy, thấy thì các bạn sẽ buồn đấy các bạn ạ. Tại vì đây là viền của con Sharp R5G. Con máy này thì nó sẽ dùng cái kiểu thiết kế màn hình hơi độc dị, tức nghĩa là cái chất lượng hiển thị của nó thì rất ok. Nhưng các bạn nhìn đây, phía trên thì các bạn có một cái màn hình giọt nước khá là bé. Nói chung là với cái giọt nước này thì mình có thể chấp nhận được. Nhưng anh em nhìn hộ mình cái phía dưới này, chúng ta lại có ở đây là cảm biến vân tay, và nó sẽ hơi lẹm nhẹ, tạo nên một cái phần tai thỏ khuyết nhỏ nhỏ ở bên dưới phần cằm của sản phẩm này. Thế nên là mình thấy rằng cái màn hình của con Sharp R5G thì nhìn nó sẽ hơi gọi là độc lạ bình dương một chút xíu. Nói chung là nếu các bạn mới nhìn thì các bạn sẽ thấy là nó hơi xấu, nhưng nếu các bạn nhìn quen rồi thì nó không thành vấn đề. Đó,
Nó giống như kiểu con Pixel 3 XL vậy. Nó một cái máy tay trâu to đùng, nhưng mà anh em nhìn quen rồi thì nó cũng không thành vấn đề đó. Và với con này thì mình thấy rằng là cái điểm yếu chỉ có duy nhất là thiết kế màn hình này nó xấu quá đấy. Còn điểm cộng là khả năng hiển thị tốt, và với màn hình IPS LCD thì nó hạn chế được tình trạng là bị sọc màn, bị xanh màn hoặc kiểu kiểu như vậy. Và nó hy sinh cái một chút màn hình ở mặt trước để thêm cả biến vân tay vào đây thì nó cũng sẽ tiện hơn, khi mà chúng ta sẽ có tốc độ mở khóa vân tay thực sự phải nói rằng là rất nhanh, ấn nhẹ cái là đã mở khóa rồi. Còn về yếu tố phần mềm bên trong thì với con Sharp R5G, nó là phiên bản Nhật nhưng các bạn vẫn có đầy đủ ở đây là tất cả tiếng Việt Google Play Store, và các bạn có thể cài được app ngân hàng, các bạn có thể cài được mọi tựa game các bạn thích. Và nó mặc dù là máy nội địa Nhật nhưng hoàn toàn không bị tình trạng là lỗi thông báo. Đây là một cái lỗi ngớ ngẩn khi mà chúng ta sử dụng máy nội địa Trung đó. Và con này thì mình thấy rằng phần mềm của nó làm khá đơn giản, mượt mà và chạy gần như là thuần Google nhất có thể. Gần như nó không có sự tùy biến nào quá nhiều. Có chăng là các bạn sẽ có duy nhất một cái mục có tên là tính năng AQUOS ở đây thôi. Và trong cái phần tính năng AQUOS thì các bạn có thể là hiển thị tốc độ mượt này, và cảm biến vân tay này, tự động cuộn này, gọi là những cái tính năng mở rộng của nó. Nói chung là những tính năng này thì mình thấy không tận dụng được quá nhiều. Đó, có chăng thì mình tận dụng được cái tính năng là cảm biến vân tay để có thể là sử dụng nó như một phím home hoặc kiểu kiểu như thế. Rồi, còn đến với về cái phần mềm ấy, thì chiếc máy này theo như mình check nó có thể lên được phiên bản Android 11. Tuy nhiên, các bạn cần phải fake IP và chuyển cái vùng của nó sang là Japan từ đầu. Đó, còn nếu như các bạn đã chuyển nó qua Việt Nam rồi thì nó gần như không cập nhật được. Và hiện tại nó đang chỉ ở phiên bản Android như mình đang thấy ở đây là Android 10 mà thôi. Việc là nó ở Android 10 thì nó không có vấn đề gì cả, tại vì cơ bản tất cả ứng dụng bây giờ thì đều có thể hỗ trợ tốt cho những cái ứng dụng Android từ Android 8 trở lên là anh em có thể dùng được một cách ngon lành rồi. Nó Android 10 thì các bạn vẫn có thể dùng thoải mái. Và một cái điểm trừ của những con điện thoại Nhật á, là khi các bạn mua các bạn cần phải cài cái APN thủ công. APN là khi các bạn gắn SIM vào, nó không có tự định dạng được APN, mà anh em cần phải cài APN. Cái này rất đơn giản luôn đó. Và những chiếc máy Nhật thì nó sẽ hơi nhiều app nhà mạng một chút xíu, nhưng mà với những app này chúng ta hoàn toàn có thể là tắt được. Nên là khi các bạn tắt hết cái đống app nhà mạng này thì nó chẳng khác gì một chiếc máy quốc tế cả. Hoặc là các bạn có thể cài được những cái giao diện bên thứ ba vào, nó sẽ sạch hơn và nó sẽ đẹp hơn. Rồi, còn đến với cái điểm mà gần như có thể gọi là mạnh nhất của chiếc máy này, đó chính là về phần cấu hình. Khi các bạn được trang bị một cái cấu hình phải gọi là quá khủng ở trong tầm giá, các bạn có con chip là Snapdragon 865. Tầm này nếu các bạn mua hàng qua sử dụng thì các bạn chỉ mua được 855 hoặc là mấy con 865 nhưng mà phải gọi là chất lượng phần cứng khá kém. Thì con này nó là 865 và RAM của nó là RAM 12GB, ROM của nó là 256GB. Thì mình phải nói thẳng với mọi người luôn, đây là cái option cấu hình cao nhất mà các bạn có thể tìm thấy được trong tầm giá 3 củ khoai, và nó vẫn có thể đạt được điểm số ở tầm 680.000 điểm AnTuTu. Nên là em này nếu như các bạn mua để phục vụ cho cái mục đích là chơi game thì mình phải chia sẻ thẳng. Và con này là một trong những con máy có hiệu năng chơi game gần như là tốt nhất tầm giá luôn. Tại vì cơ bản ấy là con này nó chả có gì để mà gọi là bóp hiệu năng cả. Phần mềm thì cũng làm thuần Google và nó cũng không có bị tình trạng là tố hóa hiệu năng kém giống như là một số điện thoại dòng máy xách tay khác. Nên là mình thấy đây cũng là một cái gọi là ưu điểm của sản phẩm này. Và việc trang bị dung lượng RAM, ROM rất là lớn, nên là chúng ta có đa nhiệm này hay là chúng ta có lưu trữ các thứ ấy, thì 256 và 12GB RAM mình tin rằng nó vẫn thoải mái. Việc mà chúng ta chơi những tựa game như là Liên Quân, Tốc Chiến, PUBG Mobile hay kể cả là anh em chơi Genshin Impact thì với chiếc máy này nó vẫn có thể cày được tốt và nó vẫn có thể cày ổn tựa game Genshin Impact, tựa game nặng. Đấy, còn về phần camera thì mình thấy rằng đây cũng sẽ là một điểm cộng. Tại vì các bạn có thể xem giúp mình cụm camera này. Cụm camera con này nó là một cụm camera gần như là sử dụng những cảm biến ở cao cấp thời điểm nó ra mắt. Các bạn sẽ có camera chính đó là 12 pixel dual pixel nhé. Các bạn sẽ có camera zoom quang 2x, camera chính và cũng như là camera zoom quang thì đều có tính năng chống rung quang học. Và các bạn cũng sẽ có camera ultra wide là 48 chấm, nên về cái chất lượng chụp ảnh gọi là góc rộng của nó thì cũng phải gọi là cực kỳ ổn. Và các bạn cũng sẽ có ở đây là một cái camera TOF để có thể đo được độ sâu trường ảnh và giúp cho khả năng xóa phông một cách tốt hơn. Nói chung là đó trên thông số thôi. Còn thực tế so với những chiếc máy trong tầm giá 3 củ khoai thì mình có chụp test thử rồi. Nói chung là con này khá ổn nha các bạn, và mình đánh giá khoảng tầm là 8 điểm trên 10. Và các bạn cũng sẽ có camera selfie là 16 chấm. Nhìn chung thì các camera selfie của mấy con điện thoại Nhật thì nó không được đẹp lắm. Điểm cộng tiếp theo là nó sẽ có hệ thống loa kép. Đấy, loa kép stereo cả trên cả dưới, nhưng mà điểm trừ ấy, là con này khi mình ta cầm loa kép thuận tay thì nó sẽ bị che mất cái loa dưới và một phần cái loa trên, nên là trải nghiệm về âm thanh loa kép chưa ổn lắm. Nếu như các bạn cầm như thế này để xem TikTok thì nó ok nhất, hoặc là các bạn sẽ xoay ngược lại để có một cái trải nghiệm về phần loa kép
ổn hơn. Và tiếp theo là về phần pin thì con này pin của nó sẽ không quá trâu nha. Pin của nó sẽ khoảng tầm 3700. Và với những hàng qua sử dụng thì nó đã chai ít nhiều rồi. Nó nên là thời gian sử dụng pin liên tục của con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó là 4 đến 5 tiếng. Nó không phải quá trâu cho một con máy như thế này. Em này thì nó sẽ có sạc nhanh. Và khi mà mình test ấy, thì với những cái bộ sạc kiểu mình dùng cái bộ sạc trên 20W thì nó đều báo sạc nhanh, còn những bộ sạc 10W thì nó chỉ báo sạc thường thôi. Nên mình nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ sạc nhanh ít nhất là 18-20W trở lên. Để sạc đầy được viên pin 3700 này thì anh em chỉ mất đâu đó khoảng tầm là 1 tiếng 15, 1 tiếng 30 phút là đã sạc đầy được rồi. Còn chưa kể nhá, con này cũng sẽ có chống nước là IP68 1,5m trong cái thời gian là 30 phút thì mình thấy rất là ổn áp. Nói chung á, với con Sharp Aquos R5G này thì nó quá là ổn trong tầm giá. Nếu anh em đang cần một chiếc máy có cấu hình tốt, nếu anh em đang cần một chiếc máy có màn hình tần số quét cao, nếu anh em đang cần một chiếc máy có dung lượng RAM và ROM rất là lớn. Còn điểm trừ là gì? Đây là máy Nhật nên là việc mà sau này chúng ta sử dụng một thời gian dài nó hỏng hóc thì rất khó để kiếm linh kiện thay thế sửa chữa. Và điểm trừ nữa là về phần mềm thì con này nó sẽ khó cập nhật phần mềm hơn so với những chiếc máy khác. Còn lại nếu anh em chỉ quan tâm đến cái vấn đề là hiệu năng và màn hình thì con này quá ổn rồi. Và nhớ rằng là con này mình đang bán trên group dành cho những anh em ở trên kênh FA Channel của mình. Nếu anh em muốn join vào group để mua bán thì nhớ xem đường link ở ngay bên dưới nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em.